Xin chào quý khách hàng, ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người hai sản phẩm xe tải ben máy cơ vô cùng chất lượng. Đó là Trường Giang 7 tấn 7 và Trường Giang 7 tấn 8. Cả hai mẫu xe này thì có cấu hình khác nhau nhưng điểm chung là đều sử dụng cỡ lốp 1001, ben đầu, hệ thống cầu dầu. Cầu của xe là cầu dầu và động cơ khung gầm cực kỳ chất lượng, đem đến sức kéo và chịu tải rất tốt cho xe. Đây là một chiếc xe có khả năng chở vượt tải hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Chúng ta hãy cùng nhau đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau đi vào chi tiết chiếc xe Trường Giang 7 tấn 8. Chiếc xe này thì sử dụng cabin cùng cấu hình với TMT 8 tấn mặt quỷ. Các bác nhìn hệ thống cabin này thấy quen thuộc không ạ? Cùng cabin với 8 tấn mặt quỷ, nhưng được cái hơn mặt quỷ đó là ghế được bọc da và ghế bên tài là ghế hơi. Các bác biết đấy, những cái dòng xe này thì hệ thống khung gầm nó cực kỳ dày, đi rất là sóc. Vì vậy ghế bên tài là ghế hơi sẽ rất là cần thiết, là một ưu điểm lớn cho xe. Các bác tài đi sẽ không bị đau lưng. Đây đều là những chiếc xe đời 17 máy cơ các bác nhá. Đời chót của máy cơ. Lốp 1001 la răng 20. Đồng bộ cả trước sau. Múi lốp thì cực dày. Chiếc xe khi đi vào những cung đường bùn lầy thì ép bùn cực kỳ tốt, không bị trơn trượt. Lốp của chiếc xe này đặc điểm nó là có khả năng chịu tải rất tốt. Lốp nhập khẩu từ Thái Lan đây ạ. Sản xuất tại Thái Lan các bác nhá. Hệ thống cầu dầu của xe đây. Đây em ra đằng sau để cho bác quan sát kỹ hơn về phần cầu. Đây ạ. Cầu dầu rất là chất lượng. Riêng hệ thống nhíp của những chiếc xe Trường Giang thì các bác không phải lăn tăn. Nhíp rất dày. Mỗi lá nhíp thì dày dặn, được thiết kế to. Đây là một chiếc xe có khả năng chở vượt tải cực tốt. Đây, hệ thống sắt xi lồng hai lớp xuyên suốt chiều dài thân xe. Với hệ thống cầu dầu này, hệ thống nhíp hai tầng dày như này, sắt xi chất lượng như này, thì các bác thử tưởng tượng xem chiếc xe này có khả năng chở đến khoảng 15 đến 18 khối hàng. Đặc điểm chung của hai chiếc xe nữa mà em quên mất giới thiệu cho các bác, đó là đều là hai mẫu xe có 6 máy các bác nhá. Chiếc xe Trường Giang 7 tấn 8 này thì sử dụng động cơ du chai có công suất là 132 kW, 4 kỳ 6 xi lanh thẳng hàng. Bên trong nội thất điều hòa đầy đủ, ghế bên tài là ghế hơi, đã được bọc ra hết cả 3 ghế, có cả giường nằm. Tiếp theo chúng ta hãy vào chiếc xe Trường Giang 7 tấn 7. Chiếc xe này cũng 6 máy, cũng sử dụng cầu dầu, cũng là chiếc xe sử dụng ben đầu giống chiếc xe Trường Giang 7 tấn 8, cũng sử dụng cỡ lốp 1001. Nhưng chiếc xe này có cấu hình khác bởi vì là sử dụng cabin của phao. Cabin này thì nếu mà xét về tổng thể thì có phần đẹp mắt hơn so với chiếc xe sử dụng cabin của Đông Phong. Ghế bên tài cũng là ghế hơi, ghế được bọc da, cũng có giường nằm các nhá. Nội thất của hai chiếc xe này đặc điểm chung đó là đều rất là rộng rãi, đầy đủ các trang thiết bị và tiện nghi. Nhưng mà theo đánh giá của em thì nội thất của Trường Giang 7 tấn 7 thì có phần đẹp mắt hơn một chút. Cabin cũng rộng rãi hơn một chút. Chiếc xe này thì chiếc xe Trường Giang 7 tấn 7 thì sử dụng động cơ của phao, cũng 6 máy các bác nhá, 4 kỳ 6 xi lanh.
ben của xe cũng là ben đầu. Đây các bác có thể quan sát là hệ thống dưới đáy thùng đây được gia cố rất nhiều các đá ngang và đá dọc, giúp cho thùng xe có khả năng chịu va đập tốt. Đây, cỡ lốp của xe cũng cỡ lốp 1001 La Giang 20 các bác nhé. Đây là hệ thống khung cầm của Trường Giang 7/7. Một hệ thống khung cầm quá chất lượng của chiếc xe đến từ nhà máy Trường Giang Đông Phong. Quả thật là không còn từ ngữ nào có thể miêu tả hệ thống khung cầm của chiếc xe này nữa. Cả hai chiếc xe Trường Giang 7/7 và Trường Giang 7/8 thì đều có hệ thống khung cầm phải nói là quá là mạnh mẽ, khủng khiếp. Hai chiếc xe này đều có khả năng chở đến 15 đến 18 khối hàng. Tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng thì các bác có thể chở theo nhu cầu công việc của mình. Hai chiếc xe 6 máy, cầu dầu, rất khỏe. Một chiếc xe sử dụng cabin của Phao, động cơ của Phao, và một chiếc xe sử dụng cabin của Đông Phong, động cơ du trai. Các bác có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về hai chiếc xe này thì có thể liên hệ về số hotline em để trên màn hình để nhận tư vấn về báo giá, hỗ trợ trả góp ngân hàng. Các bác có nhu cầu mua xe thì bên em hỗ trợ các bác giao xe tận nhà nhá. Hai chiếc xe máy cơ rất là khỏe, đời 2017, tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Có khả năng chở vượt tải rất tốt. Sử dụng ben đầu, nội thất điều hòa đầy đủ, ghế bọc da, ghế bên tai là ghế hơi. Một chiếc xe đời 2017 nhưng mà nội thất cũng rất là nhiều trang bị. Và đặc biệt một chiếc xe ben như thế này thì quan trọng nhất là khung gầm. Thì khung gầm của hai chiếc xe này đều sử dụng cầu dầu, nhíp dày dặn, sắt xi thì cứng cáp, đem đến cho xe khả năng chịu tải rất tốt, lên đến khoảng 15 đến 18 khối hàng. Các bác có ý kiến gì thêm thì hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ những video tiếp theo thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.